chào mọi người nhá. Đây, em làm diễn của mình tối hôm qua này. Đấy, bây giờ là sáng rồi, nó vẫn nghịch. Tối hôm qua nó tha cho mình nó ngủ một ít, là sáng nay nó lại dậy nó nghịch. Nó nghịch này, không cho ngủ. Bây giờ là 6 giờ sáng. Đấy, ngồi nó nghịch, chăn nó nghịch, nó không cho ngủ. Đây, ở đây, thằng Danh ở đây, đang ngủ nó cứ nôi hết chăn đi, nó nghịch, nó cắn đây. Đấy, ngủ đi. Đấy, đấy, ok. Người thấy nuôi chó khổ chưa? Nè, thấy cái gì đây? Chó nó cắn ướt hết cả chăn của mình, ướt rồi. Đấy, cái mặt nó nè. Thôi mình cắn ướt hết cả chăn. Mặt tỉ mỉ của nó đây à, mặt này, mặt này nhỏ nhỏ nhỏ. Đấy, trời nó sáng hơn một ít này, quay màu sô cô la nhìn nó dễ hơn. Đây là series không ngủ với em làm sự vẫn nhá. Đấy, đấy, rất là nghịch, rất là nghịch, rất là nghịch. Kịch lắm, không cho ngủ. Kịch như con giặc luôn. Được cái may là nó không đẻ ra đệm của mình mọi người. À, đây đây đây, ngồi nó nghịch hết cái nọ đây cái kia. Gì nó cũng nghịch, chăn nó cắn chăn, gối nó cắn gối. Nó nhả làm gì, cứ nằm xuống là nó lại nhảy ra lên, nó tận mặt nó nghịch thôi. Đấy, 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 nghe thấy chưa, cứ nằm xuống nó nhảy lên tận mặt này. Con Danh con, quên thằng Danh con. Hết cái nọ là cái kia. Thế là một buổi tối mình mất ngủ với nó rất là nhiều, cả một buổi sáng luôn. Nhưng mà nó bé quá, đánh nó thì không đánh được, thét nó thì nó không nghe. Con này bé nó cũng chưa biết nghe lời đâu mọi người. Lớn, khi nào nó lớn tầm độ 3 tháng 4 tháng dậy nó mới dễ. Chứ em này bây giờ nó mới được 55 ngày, à 57 ngày. Nó được gần 2 tháng rồi nó vẫn nghịch lắm. Có những con nó không biết sợ là mọi người thét nó cũng không được đâu. Nó phải lớn lên nó có ý thức một chút thì mới thét được nó. Có những con nó bé xíu à, thét nó không nghe mà nó cứ chơi chơi dài. Giống như em này. Ấy, ấy. Ấy. Chắc cũng không ngủ được với nó nữa, chắc mình phải dậy thôi. Nó nghịch thế này ngủ không ra được. Ừ.
mày cắn bật hết từ chân của tao rồi đi nhá. Nha, có đĩ nha. Biết cái gì không? Nhìn. Nó không biết cái gì cả, chửi nó cũng không biết cái gì đâu. Đấy, nó chỉ ngách mắt nên nó nhìn thôi. Đấy. Con này khổ lắm. Rình rình bọn này bắt chuột tốt lắm. Nó hay rình rình, nó bắt chuột như thế này. Nuôi ở trong nhà nó bắt chuột rất là nhiều, rất thích bắt chuột. Nào đây cho mọi người xem. Quay cái vật ngữ ra cho mọi người xem nhé, con danh nhé. Đây. Đây. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Quay nó vẫn cắn này. Cắn này. Đấy. Đấy. Răng này. Đau lắm. Đấy. Cắn đau lắm. Em này em sô-cô-la, mũi sô-cô-la luôn, mũi hồng luôn này. Rất là hay. Mũi ấy. Cầm nó đi, nó mũi nó đòi xuống. Thôi, chào hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của mình nhá. CG kết thúc rồi. Bây giờ là ban ngày rồi. Em này chuẩn bị đi chuyển rồi. Chào mọi người nhá.